lượng. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha anh em ơi. Ở video này thì Khải vừa đang thần tài biển kinh. Nói chung anh em thần tài thì được 5 triệu. Được một ạc được 5 triệu. Ở khu vực này thì khá nhiều anh em băng thất đang tập trung ngôi này. Và tình cờ thì Khải thấy được băng chủ cách cùm cùm này mà. Băng chủ cách cùm cùm là một trong những băng chủ khá là khét tiếng ở cùng mấy chủ S5 Đại Gia Sơn này. Và cũng có khá là nhiều thành tích anh thành biển kinh làm ăn rất là liên tục. Nói chung là trong ngày tối hôm nay thì băng thất họ đã thủ thành khá là thành công. Đây Khải sơ đồ của ban chủ thất cho anh em xem sơ qua thử như thế nào. Biết là ban chủ ra sao đây. Anh cùng xem thử nha. Không biết hạng cấp bao nhiêu được rồi. Hiện tại ạc này đang giấu cấp anh em ạ. Hạng vẫn không biết hạng bao nhiêu. Giấu cấp thôi, không biết hạng bao nhiêu. Không biết cấp bao nhiêu luôn. Giấu hỏi là không biết cấp nào luôn anh em ạ. Rồi được rồi. Ngày phải gì đấy. Một à. Ngày mi à. Ngày mi à. Đồ nghe mi. Ban chủ nghe mi à. Ôi, nghe mi phá gì vậy ta? Ôi, có vẻ là nghe mi rồi. À, đa số là đồ một là nghe mi, hai là thiết yên nè. Không biết là phá gì. Hay coi là phá gì đây. Chứ có vẻ là thiết yên nè mà. Thiết yên cũng không phải. À, nghe mi, nghe mi. Nghe mi mà tắt cái dòng dưới chân rồi em, nên là không biết được là phái gì. Hiện tại dưới chân không có dòng gì cả. Phải liền à, không biết cái gì luôn. Áo khá đẹp. Nón khá đẹp. Phải kiếm được nhiều này. 2995. Thì kiếm là 995. Ui, như gì 16. Giá trị 26. Cái kiếm này 20 kim. Cái kiếm này ban chủ các công cầm đang cầm khăn lôi 29 rồi sinh lực 95 20 kim. 20 kim. À 20 kim. Giá trị này chỉ được cái dòng khăn cả 16 mà thôi. Chỉ được cái dòng khăn cả 16. Cùng tâm 20 kim quay đầu. Ngon nha. À, nón này chắc sẽ lực khăn lôi 30, nón này cũng tầm, nếu mà đẹp cũng tầm 5 kim, 5-6 kim. Vũ khí 20, cái này 20. Nón này, áo này đẹp nè. Áo này dạng hàng no server nè. Rất là khó kiếm những áo phù hợp 40 và khăn lôi trên 2x. Mà lại cộng thêm cái nội lực 113 nữa. Nghe mi thì rất là cần luôn. Nghe mi thì rất là cần nội lực luôn. Tại vì lượng máu nó bật sen lên nên máu khá là cao nè, 89k. Bao tây khăn lôi 28, nội lực 19. Nhận khăn lôi 14, nội lực 100. Nhận khăn lôi 19, sinh lực 1 lực 11, 20. Khăn lôi 19, dày 15, 30. Thế ra sản đồ này thì cái này nghe mi nè. Có vẻ là nghe mi khá là trâu nha. Tính là nghe mi được một món phòng thủ 11 với lại gia truyền 16 là 27 kèm với cái này 15 là 42. Phòng thủ ạc nghe mi này được 42, khá là trâu ấy. Ba món phòng thủ, đai lưng, giày, gia truyền. Giày này tầm này, giày này Khải không rõ bao nhiêu tiền, mà những cái giày này phòng thủ làm chậm mà tốc được 2x như thế này rất là khó kiếm nè. Rất là khó kiếm ở server này. Giày này Khải nghĩ chắc 50 kim gì đó, 50 kim ngân bảo gì đó. Đai lưng này chắc khoảng tầm 2 kim. Đai lưng này không được đẹp cho lắm nữa. Được cái dòng làm chậm được kích dòng 2 thôi, chứ còn phòng thủ 11 là hơi thấp. So với đai lưng Khải đang mang thì hơi thấp. Lưng Khải 19-20 tức là hơi thấp. Trung tâm này thì nghe mi thì Khải nghĩ là anh này nghe mi búp nè, búp cho ban nè, hay là nghe mi trưởng vậy thôi, mình không rõ được nè. Tại vì ở dưới chân thì không có dòng gì cả. Đi cây vũ khí thì khăn lôi 29, chắc là nghe mi trưởng rồi, chắc là nghe mi trưởng hoặc là nghe mi búp đó, nghe mi búp cho ban. Rồi tính đủ khăn lôi 30, rồi tính tổng khăn lôi thử ban chủ này bao nhiêu. 30 từ nón nè, xong cho 16, 16 với 3 là 19 nè, 16 với 3 là 19 nè, cộng với 29,
cùng với cái áo hôm 2, cùng với bao tay 28, cộng với nhẫn 14, đa số là full phòng full kháng lôi nè, cộng 19, cộng cho 19 nữa. Wow, kháng lôi khá là cao. Kháng lôi cộng lại là được 180, cộng lại được 180 kháng lôi và 42 phòng thủ lý. 180 kháng lôi mà trừ ra khoảng 20 âm đi, 20 âm thì này còn 160, 160 thì trừ cho 75 ra cái kháng dương thì còn lại 85. Thì tính ra nghe mi này là kháng lôi là 75 cộng 4 nè, kháng lôi 75 cộng 4, nghe mi này full kháng lôi nè mà bằng khá nhiều kháng lôi, kháng lôi 75 cộng 4. Như khả tính sơ qua là 180 trừ 20 âm đi, rồi trừ ra 75 dương, trừ ra 75 dương, hiện tại hiện trên người thì còn lại 85. 85 thì được móc 4 nữa, cầm 4 nữa nè. Cứ 20 sẽ được cầm 1, cứ 20 sẽ được cầm 1, đại tâm dư 85 lần. Tính ra kháng lôi này 75 cầm 4 và có cho mình là 55 trọng, không chón luôn nè, không chón. Ăn này tỷ lệ khả nghĩ là Nga Mi búp cao hơn nè, Nga Mi búp cao hơn. Tại vì nếu mà đi Nga Mi trưởng thì đỡ một solo hoặc là đi giao tranh thì với cái lượng làm chậm như thế này thì hơi thấp. Tại vì làm chậm mất cái 50 thì không đủ móc luôn nè, không đủ móc 80. Mà nếu đi solo thì chắc anh ta sẽ bỏ bớt một cái nhẫn ra, bỏ bớt một cái nhẫn ngay chỗ này hoặc là ngập bội, sẽ mang cái làm chậm 30 vào. Sẽ mang, không, ngập bội thì không được rồi, ngập bội không kích được đai lưng rồi. Chỉ có thể bỏ hai cái nhẫn thôi, một trong hai nhẫn này mang cái nhẫn làm chậm 30 vào thì sẽ đạt móc làm chậm 80 đó. Tại vì thầy nghĩ là chỉ có đường đó thôi. Hiện tại bây giờ với cái móc làm chậm này thì 50 thì không thể nào đi solo được rồi. Nếu mà chơi Nga Mi trưởng mà anh em nào mà đã chơi Nga Mi pro hoặc là đỉnh cấp thì bèo bèo ít nhất phải 80 làm chậm mới có thể giao tranh Nga Mi gặp Nga Mi hoặc là giao tranh với những phái khác. Tầm này 50 thì thầy nghĩ tỷ lệ đang cầm Nga Mi búp khá là cao, Nga Mi búp cho bàn khá là cao. Cái kiếm này 20 kim thì tính ra sẽ đồ này cũng không phải là quá mắc đâu, sẽ kiếm này 20 kim, dây chuyền này 20 kim, thì kiếm 20 kim mình cho khoảng 1.3 đi, dây chuyền 1.3 là 2.6, 2.6 với cái nón này khoảng 300 là 2.9, áo này thằng người chắc cũng tầm 10 kim, 600, khoảng 600 là khoảng 3.5 triệu, đai lưng này khoảng 150 là 3.6 triệu, sẽ đồ này khoảng tầm 4.5 triệu nè, khoảng 4.5 triệu quay đầu. Nói chung là một ạc băng chủ nhưng mà khải nghĩ là có tỷ lệ cầm Nga Mi búp khá là cao. Nga Mi búp cho anh em khá là cao, tại vì ở server này server ạc Tây nè, nên là rất là cần những ạc châu bò hoặc là gì đó cầm băng chủ hoặc là trưởng lão hoặc là sói. Như hồi trước thì khải hay cầm thiếu lâm, tầm này khải chơi đường môn là khải cầm đường môn hơi yếu nè, đường môn giao tranh chết nhanh quá. Rồi, nói chung thì anh em xem video này của băng chủ các cùm cơm băng thấp thì đừng quên để lại cho các cùm cơm một like, một chia sẻ và cũng như ủng hộ video Di Khải cái mình một like, một chia sẻ chơi nha mọi người. Và anh em muốn soi đồ của cao thủ nào thì cứ việc comment bên dưới, Khải sẽ đi đâu đó hoặc là PM để Khải có thể soi đồ các cao thủ còn lại cho anh em xem cho vui nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Tôi sẽ đồ này 75 cộng 4 khá là đẹp rồi. Bye bye mọi người.